Chúng mình có một khán giả tên là Minh Duy gửi câu hỏi qua TikTok là dạo này cổ họng mình khô khi ngủ dậy và có đờm, lâu lâu lên cơn ngứa và ho thêm nghẹt mũi nữa thì có phải là mắc COVID-19 hay không ạ? Thứ nhất cái tình huống này á là coi chừng cái chế độ ăn của mình á, khi mình bị giãn cách mình ăn nó không đủ rau và trái cây, điều đó là vừa thể rất là dễ xảy ra. Thứ hai là do mình ngủ mà nó trễ quá, ngủ trễ quá mình luyện phim sao nó không biết, nó trễ quá là lúc đó là mình cũng khô cái họng của mình, khô cái họng của mình thì mình phải loại hai, trừ hai cái đó ra, là trừ hai cái đó đi. Nếu mình làm hai cái đó mình uống nước đủ mà nó hết rồi thì thôi. Còn tất cả mà cái việc mà mình muốn mình có Covid hay không là chỉ có xét nghiệm mới biết được. Chứ còn nếu mà không xét nghiệm thì chết, không thể nào biết được là Covid hay không. Tại cái người bình thường không triệu chứng cũng là Covid mà. Cho nên mình đừng có dựa vô chứng để mình đoán là mình có bị không. Hoặc là thử, hoặc là chạy mồ đó. Đó mình giải quyết những cái vấn đề mà mình nghĩ tới để nó hết thì thôi. Thị Huyền Phan gọi hỏi qua YouTube là em bị COVID-19 khoảng 14 ngày thì có thể tiếp xúc với người nhà được hay không ạ? Thứ nhất là khi mình bị Covid 14 ngày á, mình phải coi là cái lúc mà mình xét nghiệm á, nó như thế nào. Ví dụ người ta xét nghiệm âm tính hay là người ta xét nghiệm là còn CT cao, hai cái nó khác nhau xa lắm. Nếu mà âm tính á, thì mình chịu khó mình mang khẩu trang thêm 7 ngày nữa để hòa nhập. Còn nếu mà người ta nói CT cao, ví dụ trên 30 nhưng người ta cho mình về sớm, thì 7 ngày sau mình phải thử một cái test nhanh nữa. Rồi sau đó mà test nhanh âm tính thì mình phải mang khẩu trang thêm 7 ngày nữa, chứ mình không có nói xuất viện được. Xuất viện thì trong cái giấy xuất viện này người ta sẽ ghi cho mình nó là CT cao hay là mình thuộc cái dạng CT cao, có nghĩa là cái nồng độ virus nó thấp á và được về sớm á. Còn cái nhóm thứ hai là hết bệnh á, thì đó cái cách làm của mình như vậy thì mới an toàn cho gia đình được. Và nếu mà khi mà mình đã bị bệnh á, phải hình dung ngay á, là khuyên người nhà đi chích ngừa. Hiện nay thì chích ngừa nó đang đang phổ rộng lắm. Dạ, và liên quan đến việc đó thì cũng có một khán giả tên là Vinh Thủy hỏi qua Facebook là bác sĩ ơi cho em hỏi chích ngừa rồi thì mình ngủ chung với trẻ nhỏ có được hay không ạ? Có mấy cái sai lầm là có nhiều người gọi từ cái mức hoảng hốt, nó bây giờ nó chích ngừa rồi nó về nó lây cho mình sao? Chích ngừa không bao giờ tạo ra con virus được, chỉ có người nào bị bệnh á mới có thể lây cho người khác thôi. Mà đã chích vaccine thì cái vaccine đó không tạo virus, cho nên mình đừng có hiểu lầm là cái người chích ngừa này nha, phải tách ly ra. Không phải là chích ngừa thì chỉ có sinh hoạt bình thường thôi. Dạ vâng. Ở một khán giả có tên là Phát Mai qua YouTube có hỏi là cho mình hỏi nếu nhà bị mất mà có trẻ sơ sinh thì phải chăm sóc làm sao? Làm sao biết được triệu chứng của bé và nên cho uống thuốc làm sao ạ? Con nít cái điều may mắn là nó bệnh nó nhẹ thì qua và nó bệnh có từ đứa thì nó nhiều nhất là nó sốt thôi, nhiều nhất là nó sốt thôi thì mình nó sốt thì mình uống thuốc sốt thôi. Thành ra nếu mình chăm sóc làm sao thì đẻ đương nhiên là mình cũng không muốn cho nó bệnh, thì chắc chắn là cái người mà bị bệnh nó không thể chăm sóc em bé được, mình phải đưa em bé cho cái người mà không có bị bệnh. Còn nếu mình muốn xét nghiệm thì mình cứ xét nghiệm như bình thường thôi, tại vì em bé mình lọt lỗ mũi thì mình cũng quấn trong miệng nó cũng được. Thì thường thường nó cũng cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, nó cũng giống như cái người lớn thôi, và nó nhẹ hơn người lớn rất là nhiều, nó tự hết nhanh hơn và nó vui vẻ nhanh lắm, chỉ có người lớn mới bí xị lâu thôi chứ còn nó vui vẻ nhanh lắm. Tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.